Việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế chính là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm tải nỗi lo về nhân lực và đổi mới trang thiết bị y tế. Đặc biệt mới đây, để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai đề án 06, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ quản lý khám chữa bệnh, Bộ Công an đã triển khai thí điểm dùng căn cước công dân gắn chip sinh trắc học tại 5 bệnh viện, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội. Nếu như trước kia đi khám bệnh, người dân phải mang theo rất nhiều giấy tờ, ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế này, căn cước công dân hay là sổ y bạ, thì giờ đây mọi thủ tục này đã đều được tối giản hóa. Người dân chỉ cần mang theo một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc là sử dụng ứng dụng VNID mức độ 2, sau đó thì đăng ký khám chữa bệnh bởi những ký ốt tự phục vụ như thế này. Và việc triển khai những ký ốt tự phục vụ thì nằm trong đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số nhằm tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian chờ đợi của công dân. Chỉ chưa đầy một phút, ông Đại đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký khám chữa bệnh bằng cách sử dụng hệ thống kiosk tự phục vụ. Hệ thống này bao gồm camera nhận diện, màn hình cảm ứng, máy in phiếu, đầu đọc QR code, đầu đọc chip và máy post. Chính vì vậy, chỉ với chiếc căn cước công dân gắn chip, mọi quá trình từ đăng ký, lấy số cho đến thanh toán đều được tối ưu hóa. Trước đây dùng giấy tờ thì nó nhiều loại giấy tờ quá, là phải mang cả sổ y bạ đi, rồi là thẻ bảo hiểm đi. Nhưng bây giờ làm theo kiểu như thế này thì rất là thuận lợi. Còn với anh Quân, giờ đây mỗi lần đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sanh Pôn, anh chỉ cần đăng ký bằng cách nhận diện khuôn mặt, bởi mọi thông tin hay lịch sử khám bệnh trước đó của anh đều được hệ thống này lưu lại. Nên hôm nay anh chỉ cần mất 7 giây để hoàn tất các thủ tục. Ngày trước thì phải đứng đợi tầm 20 phút gì đấy. Nhưng bây giờ thì nếu mà ra quét mã QR xong rồi chụp ảnh các thứ thì được vào luôn, là không tốn thời gian. Theo tính toán, với kiosk tự phục vụ này sẽ giảm 20% thời gian tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn bệnh nhân và liên thông các quy trình trong bệnh viện. Đặc biệt, đây cũng được kỳ vọng là giải pháp giải quyết việc trục lợi bảo hiểm y tế khi không thể làm giả hồ sơ để thanh toán. Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sẽ tiếp tục được chọn là một trong những bệnh viện đầu tiên thí điểm liên thông hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử toàn dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bệnh nhân và các y bác sĩ. Chúng tôi lấy công nghệ thông tin làm nền tảng cho việc đảm bảo, kiểm soát và cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. Trong thời gian tới, thì Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn là đơn vị đầu tiên của thành phố Hà Nội được chọn thí điểm triển khai liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp cho người dân trong những lần đi khám chữa bệnh sau thì có thể dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh. Việc thí điểm các kiosk tự phục vụ tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn được triển khai từ tháng 5 năm 2023. Hiện nay, toàn bộ bệnh nhân đều được tiếp đón qua phần mềm đăng ký này. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.500 đến 3.000 bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh qua kiosk. Đây là một trong 16 mô hình nằm trong nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội của đề án 06. Dựa trên nền tảng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNEID và được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm xác thực thông tin công dân.